Xin chào tất cả mọi người, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thì hôm nay trong video clip thứ tư, tôi sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn một cái bí quyết mà khiến các bạn trở thành một người tài ba trong mắt khách hàng. Bạn đang kinh doanh online, bạn đang bán tất cả các mặt hàng, thì điều kiện cần thiết nhất là các bạn phải hiểu được khách hàng của các bạn là người như thế nào. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn ba cái bí quyết. Sau khi mà các bạn áp dụng được ba cái bí quyết này thành công, các bạn sẽ trở thành một người thấu hiểu tâm lý khách hàng một cách tài ba và họ sẽ yêu thích bạn cực kỳ. Ok, những bạn nào đã lắng nghe tới cái giây phút này thì chứng tỏ bạn sẽ trở thành người thấu hiểu khách hàng rất là tuyệt vời sau khi nghe tôi chia sẻ. Bí quyết thứ nhất đó là bạn phải xác định được mong muốn của khách hàng. Khách hàng họ đến với bạn, họ mong muốn điều gì? Tôi bán giảm cân thì khách hàng họ đến với tôi là họ muốn giảm số ký cân nặng của họ. Đó là việc đầu tiên tôi phải xác định cái mong muốn của họ. Và sau khi xác định cái mong muốn, bước thứ hai đó là các bạn phải xác định được nỗi đau mà khách hàng họ đang gặp phải. Thừa cân, béo phì, khách hàng của tôi đang gặp điều gì? Đó là thiếu tự tin, nặng nề trong việc di chuyển, không mặc được những bộ đồ yêu thích. Đó là những nỗi đau của khách hàng mà tôi đang gặp phải. Và sau khi tôi xác định được cái nỗi đau rồi thì tôi sẽ tới bước thứ ba, đó là sung sướng của khách hàng. Nếu tôi giúp khách hàng giảm được cái số ký mong muốn thì họ sẽ có cảm giác như thế nào? Đó là họ sẽ yêu đời hơn, họ sẽ tự tin hơn và họ sẽ mặc được những bộ đồ yêu thích và họ sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Đó là cái cảm giác vô, họ đang sung sướng. Thì tới lúc đó mình sẽ cho họ giải pháp. Thì ba cái bước đó sẽ giúp cho bạn nắm bắt được tâm lý khách hàng và bạn sẽ không bỏ sót một khách hàng nào nếu mà họ tìm đến bạn. Nhớ follow kênh YouTube của Nga để lắng nghe những điều chia sẻ tuyệt vời từ Nga nha. Bye, xin chào tạm biệt mọi người.